Hãy chấm dứt vọng tưởng. Quý vị ngồi trong thiền đường, trông bề ngoài có vẻ như đường tham thiền, nhưng bên trong chính là đường đuổi theo vọng tưởng. Các vọng tưởng này dẫn chúng ta lúc thì lên trời, lúc thì xuống đất, lúc làm quỷ đói, lúc làm súc sanh. Những loài đó đều sanh ra từ gốc trong tham, sân, si. Bảo rằng siêng năng tu giới, định, huệ, nhưng kỳ thực không tu giới định huệ, nói là diệt tham sân si, nhưng kỳ thực không diệt tham sân si. Kỳ quặc như vậy đó, chẳng cứ riêng đời này mới như vậy, mà đời đời kiếp kiếp mình theo lối đó, cho nên mới có chuyện đi lên, đi xuống, quẩn quanh trong sáu nẻo luân hồi, không bao giờ dừng lại. Làm kiếp con chó, cảm thấy mình là nhất. Làm kiếp con mèo, cũng cảm thấy mình là nhất. Nói tóm lại, bất luận trong kiếp chúng sanh nào, cũng tự coi mình là hạng nhất. Tại sao vậy? Tại có chấp trước bởi vô minh. Nếu như thực lòng tu đạo, cố gắng tham thiền, thì mới có thể giải thoát khỏi cảnh luân hồi và chứng được niết bàn an lạc. Có một số tu hành thiếu nghiêm túc đã để cho thời gian trôi qua uổng phí. Thấy mọi người ngồi, mình cũng ngồi. Mọi người đi, ta cũng đi. Ai làm sao thì mình làm vậy. Những người đó đem vấn đề sanh tử của chính mình ném lên tận chính tầng mây xanh, không coi nó là quan trọng tí nào, nên không có quyết tâm tu, không chịu dập tắt vọng tưởng. Họ ngồi ở đấy, nhưng đầu óc thì hết tâm tưởng này, đến tâm tưởng khác. Một ngày có đến 84.000 vọng tưởng, mà còn thấy chưa đủ. Vọng tưởng, lại vọng tưởng. Vọng tưởng làm cho tâm nhiễu loạn tơi bời, thần hồn điên đảo, quả thật đáng xót thương. Vậy thì làm sao cho hết vọng tưởng? Hãy tham thoại đầu, không có cách gì khác. Tuy thoại đầu cũng là vọng tưởng, nhưng nó có tác dụng làm cho tinh thần của quý vị tập trung lại, không cho tâm đi ra ngoài rong ruổi. Đây chính là cách lấy độc, trị độc. Dùng một vọng tưởng để khống chế các vọng tưởng khác, lấy một vọng tưởng làm đề mục để tham. Tham đi tham lại, nên không còn vọng tưởng khác. Khi hành giả tới được trình độ không còn vọng tưởng nữa, đó chính là thời cơ khai ngộ. Khi đó, một lời, một cử chỉ, một hành động cũng có thể mở cho quý vị cánh cửa khai ngộ. Trích Khai Thị Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ha ha ha,